Đấy được gọi là kỹ năng marketing và bán hàng, làm cho tất cả mọi người đều biết đến mình. Kỹ năng này dễ hay khó? Dễ lắm, tí chỉ cho cách làm. Thế bây giờ tôi hỏi các anh này, nếu tôi bảo dễ mà các anh bảo khó thì điều gì diễn ra? Thì tôi làm còn các anh làm sao ạ? Không làm, thế làm sao? Thì tôi hỏi các anh này, ngày đầu tiên tôi làm marketing thì nó khó hay dễ? Ngày đầu tiên mà tôi bán hàng thì nó khó hay dễ? Đúng rồi. Thế bây giờ thì dễ hay khó? Vẫn khó như thường. Tôi muốn chương trình của tôi là 5.000 người cơ chứ không phải là 2.000 người. Thì nó dễ hay khó? Nó khó nên tôi không đạt được chứ. Không thì tôi đã đạt được rồi. Như vậy dễ hay khó, nó sẽ lúc này nó là khó, mai ta luyện nó trở thành dễ thì cái khó khác nó lại xuất hiện các anh chị ạ. Kỹ năng thứ tư ta cần học hỏi mà tôi thấy hầu hết chủ doanh nghiệp ở trong hội trường này đều không biết này. Có một vài kỹ năng mà tôi cho rằng một vài kỹ năng quan trọng sau đây. Chúng ta cần phải học, phải rèn mình mỗi ngày để đạt được những điều này. Phẩm chất tức là những đức tính của mình, còn kỹ năng là những hành động của mình. Kỹ năng này, 10 cái kỹ năng sau đây chúng ta cần phải, 9 cái kỹ năng sau đây chúng ta phải rèn luyện. Mỗi ngày bao gồm những việc sau đây. Học về nó mỗi ngày, luyện nó mỗi ngày, cả 10 kỹ năng sau đây. 10 kỹ năng này đều thay đổi theo thời gian, theo môi trường, theo công việc và theo mỗi một con người. Kỹ năng một. Kỹ năng số 1 bạn cần phải có. Đấy là kỹ năng lãnh đạo và gây ảnh hưởng lên những cuộc đời những con người khác. Kỹ năng lãnh đạo và gây ảnh hưởng lên cuộc đời của những con người khác. Các anh chị tham khảo cho tôi cuốn sách của một cái người tên là John C. Maxwell về lãnh đạo. Vậy thì lãnh đạo thực sự là gì? Đó là một quá trình mà chúng ta giúp những người khác thay đổi để cuộc sống trở nên tuyệt vời hơn. Nên là chị muốn lãnh đạo cái chị bên cạnh ấy, thấy chị dùng điện thoại thì nhắc chị cất điện thoại đi bằng cách huých huých vào vai thế này này, vì điện thoại bị cấm ở trong chương trình này. Chị có biết không? Thấy một cái người bên cạnh vi phạm pháp luật thì mình có đấy. Cất điện thoại đi, tắt đi. Không dùng ở trong chương trình này. Tắt đi. Tắt đi mà. Có biết nút tắt không? Không không, tôi sẽ không rời khỏi đây nếu chị chưa làm đúng. Hai người bên cạnh. Mình phải giúp bạn ấy làm tốt công việc của bạn ấy. Tắt đi. Ừ, tắt rồi. Thì mình mới làm tốt được công việc của mình. Cái bên cạnh tắt chưa? Anh ấy. Cái người bên cạnh anh ấy. Cái chị bên cạnh ấy. Chị áo kẻ caro đấy. Tắt chưa? Thường thì những người áo xanh sẽ tắt, còn những người áo màu khác thì sẽ không tắt. Cái quy tắc này nó rất là dễ các anh chị. Chuẩn không? Chuẩn, đúng rồi. Đỏ ấy hả? Đỏ thì nó chống lại mọi điều, nói sao nó cũng không làm, thậm chí làm ngược lại luôn. Hỏi áo màu gì đây? Xanh. Kỹ năng 1, lãnh đạo, dẫn dắt, gây ảnh hưởng đến cuộc đời người khác. Yêu cầu khắt khe nhất đó là bản thân bạn phải trở nên tuyệt vời và trở thành hình mẫu để những người khác có thể mong muốn trở thành giống như bạn. Cái yếu tố trở thành hình mẫu là vô cùng quan trọng trong việc gây ảnh hưởng lên cuộc đời của người khác. Dù bạn là ai, dù bạn trong xã hội nào cũng thế. Muốn trở thành nhà lãnh đạo thì chính bạn phải thay đổi, trở nên tuyệt vời. Nên lúc nãy có một bạn hỏi làm sao để có được một đội nhóm tuyệt vời. Đây là thần chú này. Để có một đội nhóm tuyệt vời, bạn phải trở nên tuyệt vời. Bạn muốn dẫn dắt được người khác thì bạn chính là hình mẫu để những người khác làm theo.
Những phẩm chất lúc nãy là vô cùng cần thiết để chúng ta thực sự trở thành một nhà lãnh đạo. Nếu thiếu nó, không ai đi theo bạn hết. Kỹ năng số 2, chúng ta cần phải học, phải luyện tập hàng ngày để trưởng thành hơn là kỹ năng marketing. Marketing. Vậy thì marketing là gì? Marketing gồm có những hành động sau đây mà bạn phải làm hàng ngày này. Một, xác định rõ thị trường mục tiêu. Đâu rồi? Tôi xác định rõ thị trường mục tiêu của tôi. Kìa, cái tấm bảng ở cạnh cái loa kìa. Tôi xác định rõ thị trường mục tiêu của tôi. Cái điều số 2 trong marketing là thấu hiểu nhu cầu của thị trường mục tiêu. Điều này khó, gạch chân chữ thấu hiểu. Nên chúng ta phải hàng ngày làm rất nhiều điều để thấu hiểu được nó. Thấu hiểu thị trường nhu cầu. Thấu hiểu nhu cầu. Mà muốn thấu hiểu được nhu cầu của thị trường thì phải thấu hiểu được nhu cầu của mình. Nhu cầu của những người xung quanh mình. Sau đó mới làm nhu cầu của những người bên ngoài. Và cái hành động tiếp theo trong marketing là thu hút thị trường mục tiêu đến với mình. Như vậy, kỹ năng lãnh đạo lại được sử dụng ở đây trong kỹ năng marketing. Kỹ năng lãnh đạo được sử dụng ở đây trong kỹ năng marketing. Thu hút thị trường mục tiêu đến với mình. Cái hành động hàng ngày đó là đo lường xem có bao nhiêu người lạ đến với mình mỗi ngày. Hôm nay tôi đo xem có bao nhiêu người lạ đến với tôi vào lúc nào, các anh chị còn nhớ không? À, sáng nay ít người lạ, thế thì mình nên buồn hay nên vui? Buồn. Nên buồn, đúng rồi. Sao biết hay vậy? Ít người lạ quá. Kỹ năng thứ 3. Kỹ năng thứ ba đương nhiên rồi, kỹ năng bán hàng, sale. Kỹ năng chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng. Kỹ năng chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng. Ồ, nó không chỉ là chốt đơn, nó không chỉ là xử lý sự từ chối đâu các anh chị. Nó nhiều cái bộ kỹ năng khác ở trong cái kỹ năng này. Một vài kỹ năng mà chúng ta cần phải tu luyện để có được kỹ năng bán hàng này. Kỹ năng 1 quan trọng nhất. Kỹ năng hẹn gặp. Thiếu kỹ năng này, mọi kỹ năng khác vứt đi. Kỹ năng trong bộ kỹ năng bán hàng đấy. Làm sao để có cả ngàn người đến với chúng ta? Đấy chính là kỹ năng hẹn gặp. Rồi. Tiếp theo này, kỹ năng tiếp theo trong kỹ năng bán hàng là kỹ năng làm cho họ, những người lạ trở thành người thân với mình. Làm cho những người lạ trở thành người thân với mình. Sáng nay tôi đi Grab đến đây các anh chị. Có một anh chở tôi. Anh ấy chở đến đầu đường ngoài kia thì có chú bảo vệ chặn xe lại. Chắc là định điều hướng chúng ta đi ra chỗ khác. Xong tôi thò đầu ra, tôi vẫy tay chú bảo vệ cái. Chú bảo vệ lại bảo vào đi. Xong rồi cái anh quay lại anh hỏi tôi. Ơ, tôi bảo ơ gì đúng rồi. Xong ông bảo là, mà đúng cái gì mà anh bảo đúng rồi. Thế tôi bảo đúng cái suy nghĩ của anh ấy. Thế ông ấy hỏi là, sao anh lại biết cái suy nghĩ đấy của tôi? Thế mà tôi đúng là cái người đấy cho nên tôi có khả năng đọc ra cái điều đấy. Thế ông ấy hỏi là anh đúng là Phạm Thành Long thật à? Tôi mới bảo là
Không biết mà hàng ngày tôi trả lời bao nhiêu câu hỏi như thế này, nhưng mà đúng tôi là Phạm Thành Long đấy. Anh cứ chở vào kia, tí nữa chú bảo vệ nào mà chặn xe lại, anh bảo là chở thầy là cho vào trong tận trong. Thì ông ấy thử một lần, ông thò đầu ra, chở thầy, kéo cửa lên. Ông ấy bảo là, ô đúng thật à, cho em bắt tay anh cái. Tôi bảo, hôm nay tiêm virus đấy, bắt tay là chết đấy. Taxi, tôi đang chạy bộ ở trên đỉnh, đỉnh núi, ở trên Sapa, một cái huyện rất nhỏ, Sapa xa trung tâm thị trấn, cả đến chục cây trong núi. Có một bác xe ôm, vòng qua, vòng lại, vòng qua, vòng lại. Tôi bảo, đúng rồi đấy, không cần phải vòng đâu. Ông xuống nói chuyện. Ông ấy còn hỏi chứ, cho tôi xin số điện thoại, tôi kiểm tra có đúng không. Thế tôi đọc số của tôi, ông ấy bấm máy, rung chuông. Ông ấy tin đây là Phạm Thành Long thật. Ông bảo, thì em cứ tưởng là, cái ông hôm nay ông ấy nói cái từ gì, ông giàu ông nghèo, em cứ tưởng cái ông Long mà dạy ông giàu ông nghèo thì nó phải như thế này như kia, trông giống anh thế này là được. Thế mà thì tôi cũng là người giống ông đấy chứ có cái gì đâu. Thế là chạy, hôm ấy đang chạy dừng lại nói chuyện với ông ấy mất 5 phút tán gẫu ngoài đường. Đấy được gọi là kỹ năng marketing và bán hàng, làm cho tất cả mọi người đều biết đến mình. Kỹ năng này dễ hay khó? Dễ lắm, tí chỉ cho cách làm. Thế bây giờ tôi hỏi các anh này, nếu tôi bảo dễ mà các anh bảo khó thì điều gì diễn ra? Thì tôi làm, còn các anh làm sao hả? Không làm, thế làm sao? Thì tôi hỏi các anh này, ngày đầu tiên tôi làm marketing thì nó khó hay dễ? Ngày đầu tiên mà tôi bán hàng thì nó khó hay dễ? Đúng rồi, thế bây giờ thì dễ hay khó? Vẫn khó như thường. Tôi muốn chương trình của tôi là 5.000 người cơ chứ không phải là 2.000 người, thì nó dễ hay khó? Nó khó nên tôi không đạt được chứ. Không thì tôi đã đạt được rồi. Như vậy dễ hay khó nó sẽ, lúc này nó là khó, mai ta luyện nó trở thành dễ thì cái khó khác nó lại xuất hiện các anh chị ạ. Kỹ năng thứ tư ta cần học hỏi, mà tôi thấy hầu hết chủ doanh nghiệp ở trong hội trường này đều không biết này, là các con số tài chính các anh chị. Am hiểu cơ bản về con số tài chính. Am hiểu cơ bản về con số tài chính. Vậy thì những kỹ năng này hôm nay các anh chị đi học mà thấy thiếu cái chỗ nào thì về nhà luyện thêm cái phần đó. Thế có thấy thiếu phần nào không hay đủ cả rồi? À phần nào cũng thiếu. Rồi. Kỹ năng am hiểu về có 4 cái con số này thôi. Ta hiểu là ta sẽ đọc cơ bản này. 4 con số cơ bản này. 1 doanh thu, 2 chi phí, 3 thu, 4 chi. 4 trả chỉ số cơ bản đấy thôi. Đừng có tưởng là dễ nhá. Không hề dễ. Đúng rồi, lại thấy nó giống giống nhau à? Không, nó không giống nhau. Doanh thu, chi phí, thu, chi. Đúng rồi. Cơ bản nắm được 4 cái chỉ số đấy đã, xong rồi các chỉ số khác nó sẽ ra. Rồi kỹ năng thứ 5. Kỹ năng thứ 5. Thứ 5 mà, đúng không? Ừ, đúng rồi, kỹ năng thứ 5. Kỹ năng thứ 5 là kỹ năng tối ưu hóa. Đây là kỹ năng khó, am hiểu trí tuệ mới có được. Tối ưu hóa. Tối ưu hóa tức là gì? Một vài điều này. Hiểu để chọn chiến lược có hiệu quả. Hiểu để chọn. Hiểu rồi mới chọn nhé. Không phải chọn bừa, chọn xong thì test không được. Hiểu để chọn những chiến lược có hiệu quả. Đấy là những kỹ năng mà chúng ta phải học. Tối ưu hóa tức là gì ạ? Sử dụng những nguồn lực ít nhưng tạo ra hiệu quả cao. Sử dụng những nguồn lực ít nhưng tạo ra những hiệu quả cao. Để có được kỹ năng này thì tôi đề xuất một vài điều mà chúng tôi thường sử dụng này. Thứ nhất là các chiến lược du kích. Cái này có cẩm nang của Hồ Chủ tịch và Võ Nguyên Giáp đấy. Nó mỏng dính ấy, có mấy chục trang mỏng xíu. Các chị nếu mà tìm được thì rất quý. Lấy ít đánh nhiều. Lấy ít đánh nhiều, lấy yếu địch mạnh, tận dụng địa hình. Sao Mỹ lại chơi bom
napalm, bom bi và bom bom màu vàng ấy, chất độc màu da cam. Bởi vì mình toàn dùng rừng núi để đánh nhau. Chiến lược du kích, lấy yếu đánh mạnh, lấy ít địch nhiều. Tiếp theo trong cái chiến lược tối ưu hóa này, đấy là sử dụng các đòn bẩy. Sử dụng các đòn bẩy. Đòn bẩy, đúng rồi. Có một vài đòn bẩy mà chúng ta sẽ học và sử dụng này. Một là đòn bẩy về tài chính. Đòn bẩy tài chính. Đòn bẩy công nghệ. Đòn bẩy công nghệ. Cho nên tuyệt đối đi với tôi không được nói em ngu công nghệ lắm, em không biết dùng internet. Đừng nói vậy. Đòn bẩy công nghệ. Đòn bẩy con người. Đòn bẩy con người. Phải đông người mới thắng được. Và đòn bẩy các nguồn lực khác. Các đòn bẩy khác. Bốn loại đòn bẩy cơ bản trong doanh nghiệp phải sử dụng. Kỹ năng thứ 5 rồi đúng không nhỉ? Rồi. Kỹ năng thứ 6 này khó hơn này. Yêu cầu mình phải rèn luyện nhiều hơn nữa để rèn giũa mình này. Kỹ năng số 6. Cái này trong cuốn sách nó có tên là tìm và diệt. Nhưng mà kỹ năng thứ 6. Kỹ năng thứ 6 là kỹ năng phát hiện người tài. Và kỹ năng phát hiện người tài. Kỹ năng phát hiện người tài. Và giữ người tài. Phát hiện và giữ người tài. Bút này của ai? Bút này 15.000 à? Bút chì 0.5. Bút 0.7 viết nó mới tốt. Đúng rồi. Kỹ năng tìm và giữ người tài. Tìm và giữ người tài. Ví dụ như chúng ta đừng hiểu là chỉ có người tài làm việc cho ta, mà giữ người tài ở bên cạnh mình. Tôi lấy ví dụ như cái bức tranh lúc nãy các anh chị còn nhớ. Bạn cùng lớp với tôi, đấy là những người cực kỳ tài của quốc gia. Eco Club là những người cực kỳ tài, tìm giữ người tài. Người tài có thể trong tổ chức, người tài có thể là đối tác, người tài có thể là khách hàng, người tài có thể là vợ mình, chồng mình trong cuộc đời mình. Người tài có thể là hàng xóm nữa cơ. Đã bao giờ các anh chị nghĩ là mình nên tìm đến một nơi mà hàng xóm của mình toàn là người tài không? Có không? Có, đúng rồi. Thế hàng xóm nhà anh có tài không? Có cái tài mà mình không làm được. À, thế có tối lửa tắt đèn thì làm sao? Mình giúp họ, họ giúp mình. Đúng rồi, tối lửa tắt đèn thì các cụ bảo là có nhau. Nên là mấy ông hàng xóm nhà tôi cũng rất tuyệt. Tìm và giữ người tài bên cạnh mình. Mình phải ở một cái nơi mà có nhiều người tài. Mình đi học. Giờ tôi hỏi các anh chị này, cái người bên cạnh mình hiện nay có phải người tài không? Thật không? Thế câu hỏi tiếp theo, người bên cạnh mình có ai tài hơn họ ở trong căn phòng này không? Thế sao mình vẫn ngồi với người tài đấy? Tìm và giữ. Tìm thì dễ, nhưng giữ là một kỹ năng khó hơn nữa. Vậy làm thế nào để giữ được người tài? Đã tài đừng bao giờ nghĩ được hơn họ. Làm sao giữ được người tài? Ví dụ như tôi kiếm tiền không giỏi bằng mấy học trò tôi. Làm sao tôi giữ được họ? Nếu chỉ vì tiền. Khỏe. Họ hầu hết họ đều chiến thắng tôi trong cuộc các cuộc đua mà. Tôi thường là người về đích cuối cùng. Họ là người dìu tôi về đích. Họ tài hơn tôi mà. Vậy làm sao giữ được những người tài đó ở bên cạnh mình? Kết nối họ với nhau xong họ bỏ mình luôn. Vậy thì tìm và giữ người tài là một trong những kỹ năng rất là quan trọng. Một kỹ năng tiếp theo. Tôi cho rằng đáng nhẽ kỹ năng này phải lên đầu. Nhưng mà nếu mà tôi nói cái điều này lên đầu các ông không quan tâm nên tôi đẩy xuống cuối. Mấy nhà nhỉ? Cái thứ 7. Kỹ năng để khỏe mạnh. Ôi giời, nói ra xong cái các ông bảo là ăn rau chứ gì. Ăn chất béo không qua chế biến chứ gì. Bỏ ăn tinh bột chứ gì. Tập thể thao chứ gì. Ghi xuống bên cạnh bốn cái điều ấy.
Trong sách có nhưng mà nó không đúng đâu. Vì sao lại không đúng? Vì ai cũng biết điều ấy. Nhưng có bao nhiêu người khỏe? Như vậy điều ấy không đúng. Ai cũng biết điều ấy nhưng mà điều ấy không đúng. Đúng không ạ, ông PT? Đúng. Ừ. Ai cũng biết điều ấy. Thiếu cái quan trọng là thiếu PT đúng không? Rồi, kỹ năng để khỏe mạnh, để sống khỏe mạnh. Kỹ năng để sống khỏe mạnh. Vậy thì khỏe mạnh bắt đầu từ đâu? Không phải bắt đầu từ thay đổi sức khỏe. Khỏe mạnh bắt đầu từ việc biết rằng mình cần phải khỏe mạnh. 7 rồi. 8. 8. Kỹ năng giao tiếp bao gồm một vài kỹ năng sau đây. Kỹ năng thứ nhất là kỹ năng viết. Viết. Kỹ năng viết. Kênh phải viết được sách, phải viết được quảng cáo, phải viết được các status. Thì gọi là viết, kỹ năng viết. Kỹ năng thứ hai trong kỹ năng này, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thứ hai là kỹ năng thuyết trình. Kỹ năng thuyết trình. Thuyết trình một một, thuyết trình một nhiều, thuyết trình một một nghìn người giống như thế này. Để mà nói chuyện với hội trường một ngàn người như thế này thì nó yêu cầu một kỹ năng lớn hơn rất là nhiều. Kỹ năng thuyết trình. Kỹ năng giao tiếp tiếp theo. Kỹ năng viết, kỹ năng nói. Kỹ năng thứ ba. Kỹ năng thấu hiểu người khác thông qua hành vi. Kỹ năng thấu hiểu người khác thông qua hành vi. Chỉ cần nhìn một cái là có thể đoán được người đó ra làm sao rồi. Kỹ năng thấu hiểu thông qua hành vi. Đấy là gọi là kỹ năng giao tiếp. Có những người nói từ ngày này sang ngày khác nhưng mà chẳng ai nghe. Có những người thì đứng lên cái sợ quá không nói được, ngồi xuống. 3 ngày ở đây, hãy cố gắng nói được một điều gì đó có ý nghĩa cho mọi người xung quanh. Mấy kỹ năng rồi? 8 à? Kỹ năng 8 thì đến một kỹ năng cuối cùng mà phải luyện. Thì bây giờ mình phải sang kỹ năng thứ 9. Là kỹ năng gì anh em? Kỹ năng thay đổi. Kỹ năng thay đổi. Ôi trời ơi, sao giờ em vẫn viết bút bi còn bút bi đỏ nữa. Đấy người ta gọi là kỹ năng thay đổi. Thay đổi. Nhưng người xung quanh họ viết bút chì hết kìa. Kỹ năng thay đổi. Đánh dấu sao vào kỹ năng này. Cái khả năng thứ nhất để cho kỹ năng thay đổi. Một vài điều này. Chấp nhận được sự khác biệt của những người xung quanh. Chấp nhận được sự khác biệt của những người xung quanh. Tức là đồng ý hay không đồng ý thì cũng chấp nhận cái quan điểm đó. Kỹ năng thứ hai, lắng nghe, học hỏi và tiếp nhận ý tưởng của những người xung quanh. Trong cái môi trường của chúng ta. Kỹ năng thứ ba là phán đoán được về những sự thay đổi để thay đổi trước khi cần thay đổi. Kỹ năng phán đoán những sự thay đổi để thay đổi trước khi cần thay đổi. Thôi cứ làm đấy, kỹ năng tắt điện thoại cũng là kỹ năng đấy. Rồi, cơ bản thế. Đấy là những điều mà tôi cho rằng là những phẩm chất và những kỹ năng mà anh chị em có thể luyện tập mỗi ngày để làm cho cuộc sống của mình tốt lên. Vậy anh chị em chỉ cần luyện tập cho tôi được từng ý kỹ năng đã là rất tuyệt vời rồi, đúng không nhỉ? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe đoạn chia sẻ của tôi trong video vừa rồi. Hãy bấm vào nút subscribe, nút đăng ký ở bên dưới video này để bạn có thể nhận được những video tiếp theo của tôi sớm nhất. Hãy đăng ký nó ngay bây giờ. Bấm vào cái nút hình quả chuông để lần sau tôi phát sóng là bạn nhận được video sớm hơn những người khác. Phạm Thành Long xin chào các bạn và cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh của Phạm Thành Long.